như một làn gió mát lành. Bột ô long matcha Lộc Phát mang đến hương thơm trà xanh tự nhiên, lan tỏa ngay từ ngụm đầu tiên, một trải nghiệm khó quên khi thưởng thức. Với vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi và hậu vị ngọt kéo dài, không gắt, bột ô long matcha Lộc Phát sẽ mang đến cho anh chị thưởng thức hương thơm thanh tao và dịu nhẹ dễ chịu vô cùng. Chỉ với 3 bước đơn giản, anh chị có ngay một ly matcha latte thơm ngon, nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và chuẩn kinh doanh. Với giá nguyên liệu bột ô long matcha cho ly 350ml chỉ 1.400 đồng và thành phẩm món ngon chưa đến 3.000 đồng, bột ô long matcha Lộc Phát vừa giúp anh chị tiết kiệm chi phí, đảm bảo công thức chuẩn vị. Chỉ cần cho bột ô long matcha Lộc Phát vào nước sôi, thêm bột béo sữa đặc và khuấy đều, anh chị đã có ngay ly matcha latte với hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Bột ô long matcha Lộc Phát đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đem đến món ngon tuyệt vời và còn mang lại lợi ích cho sức khỏe, ngon, bổ, rẻ. Hot trend matcha latte vừa ra mắt, đang làm mưa làm gió, đón đầu xu hướng với công thức dễ làm mà cực chất. Còn chần chờ gì nữa, bắt trend ngay thôi nào. Sắn tay áo lên, chỉ với 3 bước, anh chị sẽ có ngay một ly matcha latte siêu ngon để nhâm nhi. Chúc anh chị ứng dụng công thức hiệu quả và thu hút quán đông khách mỗi ngày nhé.